thua về mặt đẳng cấp, chúng ta là thừa nhận việc đó, đội bạn hay hơn rất là nhiều, họ lại được đá sân nhà, họ có quá nhiều những cái mảng miếng mà đội tuyển Việt Nam đã không thể, mặc dù biết chúng ta đã nghiên cứu rồi nhưng chúng ta vẫn không thể ngăn chặn được, thì lại thêm một bài học dành cho đội tuyển Việt Nam. Và ở trận đấu tới gặp đội tuyển Nhật Bản này, tôi nghĩ là mọi chuyện nó sẽ còn khó khăn hơn, bởi vì Nhật Bản bây giờ họ đang hưng phấn sau chiến thắng trước Australia và họ đang rất là khát khao để khẳng định lại cái vị thế của mình ở bóng đá châu lục. Vâng, rõ ràng là như vậy. Chúng ta sẽ còn hơn một tháng để chuẩn bị cho hai trận đấu trên sân nhà Mỹ Đình, trận gặp đội tuyển Nhật Bản vào ngày 11 tháng 11 và sau đó ngày 16 tháng 11 chúng ta gặp đội tuyển Ả Rập Xê Út. Khi đó là lượt về rồi, chúng ta còn hơn một tháng. Vào ngày 14 tháng 10 tới đây thì đội tuyển Việt Nam sẽ về nước, còn huấn luyện viên Park Hang-seo và một số cầu thủ U22 thì lại trở về Dubai để tập cùng với đội U23 Việt Nam, sau đó tham dự vòng loại U23 châu Á. Tới đầu tháng 11 thì huấn luyện viên Park Hang-seo mới trở về Việt Nam và tiếp tục làm việc cùng với đội tuyển quốc gia. Rõ ràng là một lịch thi đấu rất là dày đặc của các đội tuyển, và chúng ta hy vọng là chúng ta sẽ có được sự chuẩn bị tốt nhất cho hai trận đấu trong tháng 11 sắp tới, và chúng ta hy vọng là đội tuyển Việt Nam qua những bài học sẽ thể hiện tốt hơn. Còn chương trình bình luận trận đấu giữa đội tuyển Oman và đội tuyển Việt Nam của chúng tôi xin được khép lại tại đây. Cảm ơn chuyên gia Phan Anh Tú ngày hôm nay với rất là nhiều góc nhìn chuyên môn, cảm ơn nhà báo Kim Hải với rất là nhiều những câu chuyện như thường lệ, cảm ơn hai bình luận viên với sự sôi động của mình, và cảm ơn quý vị khán giả lại thêm một lần nữa chúng ta thức đêm ở Tây Á để cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam. Hy vọng là còn 6 trận đấu tới thì chúng ta sẽ có những màn thể hiện tốt hơn. Còn bây giờ chúc quý vị ngủ ngon. Xin chào đón quý vị và các bạn đã đến với chương trình Sài Gòn đêm thứ bảy. Chương trình do VTV9 Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp cùng với Jet Studio thực hiện. Quý vị biết không,